Thưa quý vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Hà Nội vừa cấp cứu thành công ca vỡ động mạch chủ hy hữu chỉ trong vòng 30 phút. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và không phải gây mê. Bệnh nhân nam 89 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao do viêm phổi. Sau một ngày bệnh nhân nôn ra máu, trụy tim mạch, suy hô hấp trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã khẩn trương chụp phim ổ bụng, chụp động mạch chủ ngực và phát hiện động mạch chủ ngực của bệnh nhân bị dở, máu chảy theo thực quản xuống dạ dày. Đây là một hiện tượng hy hữu và hiếm gặp. Can thiệp đặt stent động mạch chủ nội soi qua động mạch đùi được thực hiện nhanh chóng trong 30 phút. Bệnh nhân tỉnh táo, không gây mê. Thiết bị được đặt chính xác đến từng cm để giá lỗ thủng. Sau 3 ngày can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục trở lại.